Rồi. Chào tất cả các bạn nha. Thì bây giờ mình mới tới được nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân nè. Ôi. Bây giờ là mấy giờ ta? Giờ 9 8 giờ 45 rồi. Đây là đây toàn cảnh nhà máy ban ngày nha. Thì ban đêm thì sẽ có ánh đèn nó sẽ đẹp hơn. Đó. Giờ mình tiếp tục hành trình thôi. Khung cảnh chỗ này quá đẹp luôn mấy bạn ơi. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Nhà máy nhiệt điện này thì mình sẽ tới chỗ Cà Ná, biển Cà Ná. Mình đi ngoài đường nha, nhìn vô biển rất là trong xanh, rất là đẹp luôn. Mình đi đây mình muốn ngã ra đường luôn á. Mà được cái khung cảnh ở đây, biển ở đây đẹp. Tại nhìn trên cam mình để góc quay là thẳng phía trước. Nên mấy bạn không thấy rõ chứ. Chụp cho anh tấm hình nha. Chụp cho anh tấm hình đi. Wow. Các bạn thấy biển đẹp không? Quá đẹp luôn. Xe mình tới Ninh Thuận, địa phận Ninh Thuận mấy bạn ơi. Vừa mới qua khỏi biển Vĩnh Hảo luôn. Rồi. Giờ mình tiếp tục mình đi thôi. Quải quá. Đó. Vừa qua chỗ cái bảng địa phận tỉnh Ninh Thuận nha mấy bạn. Là có một chốt công an giao thông bắt lỗi tốc độ. Tại vì mình thấy là nhìn vô cái điện thoại, chắc là hình ảnh từ người chụp và gửi về, thấy dò biển số xe. Rồi.
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Bây giờ mình đã tới được thành phố Quy Nhơn rồi các bạn. Quãng đường mình đi là 625 km nè. Bây giờ là 7:36 nè. Thì do mình đi vô phòng khám mình test nữa. Rồi, giờ mình về nhà. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn nha.